Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh em chúng tôi thi công đường cấp nước nó bị sự cố, nên là giờ anh em cắt ra và hàn lại, hàn ống HDPE mọi người nha. Mọi người cùng theo dõi nhé. Đây là anh em đang đưa máy xuống để hàn mọi người. Máy đây là máy hàn HDPE.